thế giới của ta nằm ở đây. Đó, đại thế giới ngày nay nè, phía sau đại thế giới có cái bồn nước rất là lớn. À, bây giờ vẫn còn ha. À, kế bên thì có cái những cái chung cư. Ở bên tay phải mình có cái hẻm Hào Sĩ Phường. Hẻm rất là nổi tiếng. Rồi những cái căn nhà xưa. Bên đây có những cái nhà rất là xưa. À, mình nhìn lại cái trường của mình ha. Có lẽ là trường này. À, nhưng mà so với ngày xưa thì có tên nhưng bây giờ không thấy tên. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Em xin chào tất cả anh chị và các bạn. À, chúc các anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo, quận 5. À, bên tay trái chúng ta đó là cái tòa nhà ngân hàng, kế bên nó có bệnh viện Sùng Chính. À, vào cái chung cư kế bệnh viện Sùng Chính, như cái chung cư đó ngày xưa rất là lớn, so với ngày xưa là một cái chung cư rất là hiện đại. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một dọc cái tuyến đường Đồng Khánh năm xưa và cũng là đường Trần Hưng Đạo ngày nay, để gửi đến các anh chị các bạn những hình ảnh ở ngôi trường Đông Đức. Thể theo cầu của anh Trác thì mình cùng đi một đoạn về cái ngôi trường xưa của chúng ta. Bên tay trái chúng ta đây có cái quán cà phê Nhật Nguyệt, cũng rất là đẹp, nổi tiếng. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Ngay chỗ này là giao lộ ngã ba của đường Bê Trích Ký ngày xưa nè, và bây giờ đường Lê Hồng Phong. Từ cái đoạn này đến chợ lớn thì cũng rất là gần. Đó. Khu này ngày xưa cũng thuộc chợ lớn. Một trong những con đường có rất là nhiều nhà hàng. Ngày xưa con đường này theo em tìm hiểu thì con đường ăn chơi của Sài Gòn rất là có tiếng. Những nhà hàng sang trọng đồ là nằm ở đây hết. Những rạp hát rồi những cái tụ điểm ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn xưa. Như ở đây có rạp Tháp 10, rồi rạp Ballad, rồi rạp Vodka, nhiều tên lắm. Rồi chút xíu nữa ta đến đó là cái ngay giao lộ Trần Phú, Nguyễn Hoàng với Trần Đạo thì có cái rạp, như bây giờ để tên là rạp Nhân Dân, nhưng mà không biết ngày xưa bữa em có tìm hiểu thì cái tên, nhưng mà quên cái tên nè. Như mấy cái rạp đó bây giờ cũng không còn hoạt động nữa. Trưa nay thì rảnh rỗi dẫn anh chị và các bạn cùng đi một vòng ha. Cuối tuần này em có một cái chuyến đi về vùng quê miền Tây sông nước. Nơi đó có những cái vườn trái cây rất là đẹp và rất là thơ mộng và giản dị, dân dã. Lâu lâu đi hít thở không khí miền quê. Nhân đó cũng không quên các anh chị và các bạn, em sẽ quay lại một số hình ảnh cuộc sống của những người nông dân, rồi khung cảnh vùng quê, để các anh chị và các bạn cùng đi du lịch qua màn ảnh nhỏ luôn ha. Đây chúng ta có cái giao lộ An Bình và Đồng Khánh. Nơi đây có cái khách sạn Đồng Khánh, nhà hàng Đồng Khánh rất là nổi tiếng. Bên tay phải chúng ta đây, khách sạn 3 sao. Có từ khách sạn Đồng Khánh thì có từ thời xưa rồi, nên mình nhìn thấy kiến trúc của nó rất là xưa. À,
nơi đây có cái hẻm 36, hôm bữa em có dẫn anh chị và các bạn đi vô hẻm rồi ha. Và nơi đây có một cái dãy nhà đồng kiến trúc, hình như là ngày xưa là hai bên luôn á, nhưng mà bây giờ thưa hết, còn vài căn thôi. Con đường này rất là đẹp, cái dãy nhà rất là đẹp, nó liền lên tới Grand Mosque luôn. Ngày xưa là trung tâm cờ bạc của các xì thẩu, bây giờ là đại thế giới. Rồi, chúng ta sẽ quẹo phải nha, quẹo phải rồi mình sẽ quẹo trái qua đường Nguyễn Hoàng. Các chị thấy cái ngay góc bên tay trái chúng ta có cái dãy chung cư hồi xưa, chắc là cư xá gì đó, và kế bên nó có cái rạp nhân dân. Hồi xưa có tên Tiếng Hoa nhưng mà em quên cái tên rồi, có lẽ cái nhờ cô chú anh chị mình comment nha, cho em xin cái comment để hiểu rõ hơn. Bên tay trái mình có cái khu văn hóa đây. Đại thế giới của chúng ta nằm ở đây. Đại thế giới ngày nay nè, phía sau đại thế giới có cái bồn nước rất là lớn, bây giờ vẫn còn ha. Kế bên thì có cái những cái chung cư thời Mỹ, mà bây giờ chung cư đó thì giải tỏa bớt rồi, những cái cư xá. Chỉ còn vài cụm thôi. Đây cái dãy chung cư này nè. Giải tỏa bớt mấy lóc rồi. Đường này thì rất là dài, nói từ quận 5 đến quận nhất luôn, nhưng mà chúng ta đi ở khu vực quận 5 thôi. Bên tay phải mình có cái hẻm Hào Sĩ Phường, hẻm rất là nổi tiếng, rồi những căn nhà xưa, cộng đồng người Hoa sinh sống rất là nhiều luôn. Sẵn đi ngang đây thì gửi các anh chị các bạn xem cập nhật một số hình ảnh về Sài Gòn. Đây có rạp Lê Thanh nữa này, rạp Lê Thanh. Do mình chạy xe thì hình ảnh nó trôi qua cũng rất là nhanh, nên các anh chị bạn thông cảm nha. Hôm nào thì có dịp em sẽ đi bộ gửi anh chị và các bạn xem rõ hơn. Đèn chưa có đỏ mà. Ở đây người ta vượt đèn đỏ liên tục luôn á. Chúng ta đến đây là chợ xã Tây rồi. Một cái ngôi trường Đông Đức đó thì hình như là nằm ở bên đường Trần Hòa thì phải. Ở đây có cái chùa Bà Hải Nam rất là lớn. Sẵn cho các anh chị các bạn chúng ta cập nhật lại hình ảnh của khu vực chợ lớn mình luôn ha. Đây là đường, bên đây chúng ta thấy đó, đường Phạm Đôn. Nơi đây có cái nhà rất là xưa, một cái dãy nhà luôn. Mình đi lên tí nữa mình sẽ quẹo trái cái đường Trần Hòa.
Trần Hòa để đi ngang cái trường học Đông Đức, cái trường dạy tiếng Hoa đó. Bên tay trái nha, chúng ta qua đường. Đường Trần Hòa đây. Ở đây có những cái nhà rất là xưa. Cái trường chúng ta bên tay trái à, mình nhìn lại cái trường của mình ha, có lẽ là trường này à, nhưng mà so với ngày xưa thì có tên nhưng bây giờ không thấy tên. Ở phía trước là một ngôi trường dạy tiếng Hoa, trung tâm dạy tiếng Hoa. Số hình ảnh về ngôi trường Đông Đức gửi các anh chị và các bạn, đặc biệt xem gửi với anh Trác những cái hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa. Mình chúc anh và gia đình luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Chúng ta đứng cái góc này mình nhìn lại thì nó sẽ rõ hơn. Những cái hình ảnh trường xưa của mình nè, ngày nay thì như là cái trung tâm bồi dưỡng giáo dục. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, để tiện việc xem lại và theo dõi các video thì các anh chị các bạn có thể nhấn nút đăng ký rồi bấm hình cái chuông để khi có video mới nó sẽ hiện lên điện thoại các anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta ra đây là đường Hải Thượng Lãn Ông. Ngày xưa là có tên Khổng Tử. Con đường này con đường rất là lớn.